Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, HoREA vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước và Bộ Xây dựng nhằm phản đối các đề xuất loại trừ đối tượng được vay vốn tín dụng ưu đãi để thuê, mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở. Nội dung này là điểm mới trong dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 25 đang được Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến trong thời gian gần đây. Theo HoREA, nếu bỏ cho vay ưu đãi thuê, mua nhà xã hội, người có thu nhập thấp sẽ mất cơ hội an cư, gây tiêu cực an sinh xã hội.